Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Bây giờ tôi sẽ sang cái bài thứ ba trong cái loạt bài về lập trình hướng đối tượng C cộng cộng trên Visual Studio. Bài thứ ba còn là dành cho cái vấn đề là các là kiểu dữ liệu bool ở trong C cộng cộng. Thì có mấy cái vấn đề chúng ta cần lưu ý là như thế này. Có bốn vấn đề. Thứ nhất là kiểu bool có kích thước là 1 byte và chỉ lưu được hai giá trị là true tức là 1 và false là 0. Giá trị viên bool trong máy nó lưu là 0 nghĩa là false hoặc là 1 là true. Nên khi in cái kết quả của viên bool ra thì nó sẽ là 0 nghĩa là false hoặc là 1 là true. Thứ hai là phủ định một cái giá trị bool thì dùng toán tử chấm than. Khi thứ ba là khi khởi tạo hoặc gắn giá trị dưới dạng số nguyên cho biến kiểu bool thì mọi giá trị khác không thì em mặc định là true tức là 1. Tức là khi mà chúng ta khởi tạo một cái biến bool mà dùng cái giá trị nguyên thì nó sẽ coi như nó là true. Điểm thứ tư là nếu muốn giá trị của biến bool khi in ra màn hình ấy, nó là cái chữ true hoặc là chữ false thay vì là in 0 với 1 thì ta phải sử dụng chúng ta phải in ra cái biến này std 2.2. bool là alpha. Mà nếu muốn in giá trị biến kiểu bool như mặc định là 0 với 1 ấy, thì ta lại phải sử dụng cái này std 2.2 no bool alpha. Thế bây giờ tôi sẽ là lập một cái chương trình để thử tất cả những cái điều bốn cái điều vừa mới nói này. Thế chúng ta lại dở lại cái hai bài trước là cái solution thực hành CPP. Chúng ta cái bài 1 có project 1, bài 2 có project 2. Thế bây giờ ta sẽ tiến hành làm cái bài 3 này ứng với project 3. Thì ở đây chúng ta nháy đúp vào cái tập này SCLN như lần trước tôi đã hướng dẫn. Thì chúng ta mở được cái tập. Mở được cái tập solution thực hành CPP thì đã có hai cái project rồi. Thế bây giờ ta mở một cái project tiếp ứng với cái bài 3 này nữa. Chúng ta phải chọn cái này. Đấy, chọn cái thực hành này. Chọn cái solution này. Sau chúng ta nháy phải chuột. Chúng ta chọn S. Chúng ta chọn new project. New project ở đây Visual C cộng cộng. Chúng ta đặt cho nó một tên project mới. Project 3. Chúng ta chọn Win32. Đây, chúng ta chọn Win32. Sau chọn OK. Sau chọn Setting. Là chúng ta lại đặt cái project này là rỗng. Đó. Finish. Thì máy nó sẽ sinh cho chúng ta một cái project 3 này. Thế giờ project đang làm việc là cái chữ này. Thế bây giờ muốn chuyển sang cái làm việc với project 3 ấy, thì chúng ta nháy chọn cái project 3. Đó. Thế sau nháy phải chuột. Chúng ta chuyển nó thành cái là project làm việc. Set as startup project. Đó. Bắt đầu chúng ta lập chương trình nguồn cho nó. Chúng ta chọn cái source file. Sau nháy phải chuột. Chọn S. Chọn new item để vào cái. Chúng ta đặt cho tên cái này là main 3. Đấy. Và chúng ta phải chọn là file là CPP. Chúng ta ấn S. Như vậy nó ra màn hình soạn thảo cho chúng ta đây. Đấy, ra màn hình soạn thảo. Thế bây giờ chúng ta có thể soạn thảo được cái chương trình.
Thế ở đây tôi đã soạn sẵn cái chương trình này. Bây giờ tôi chỉ copy lại rồi. Soạn trên Notepad cái chương trình này. Thế bây giờ chúng ta cho vào. Chúng ta copy vào đây chứ khỏi phải gõ. Đấy. Và chúng ta để dịch ra xem nó có lỗi gì không. Như vậy cái chương trình này là có tất cả là 31 dòng. Đấy, 31 dòng. Thế bây giờ tôi sẽ giải thích cụ thể cái chương trình nó làm cái gì. Chúng ta phóng to lên 150 lần. Đấy. Đấy, chương trình này là đầu tiên là chúng ta mở cái thư viện EOStream User Namespace, dùng cái không gian chuẩn, không gian tên chuẩn ST, khai một cái hàm main. Đấy. Và cái khối hàm main là từ cái ngoặc nhọn xuống cuối. Thế bây giờ xem cái chương trình này làm cái gì. Thứ nhất là ta nhập một cái biến bool từ bàn phím và in ra. Nhập biến bool từ bàn phím và in ra thì chúng ta sẽ như này. Chúng ta khai một cái biến bool là bool lần này. Sau cout nhập b, cin b. Sau đó cout b bằng này. Thế bây giờ tôi build cái này xem nó có lỗi không. Ở đây chúng ta chọn debug. Đó, debug Win32 chúng ta chọn rồi. Nháy vào đây. Bây giờ đây là cái chương trình lần đầu để dịch. Để dịch và tạo tệp ESCE thì là nháy vào đây. Như vậy đây nó bảo ở dòng 22 warning thôi, warning thì không phải là lỗi nặng, tức là nó tự từ kiểu in sang kiểu bool. Dòng 22 này, dòng 22 đây là cố tình chúng ta khai kiểu bool mà gán giá mà khởi đầu cho nó là giá trị 6 thì nó sẽ ép ép kiểu nó cắt đi và nó chuyển thành kiểu bool, tức là đây nó báo cái lỗi này. Không phải lỗi là warning thôi, tức là nó nghi ngờ đây là lỗi thôi, và nó tạo ra cái tệp project 3.xe và nó bảo rằng một cái tệp là tạo được cái tệp xe là thành công. Đó. Và không có lỗi gì cả. Đấy. Thì khi chúng ta được như thế rồi chúng ta có thể là chạy được rồi. Đó. Chạy được rồi, bây giờ chạy start without. Đây, thế bắt đầu chúng ta sẽ chạy từng lệnh một để xem nó là cái gì. Đó. Đầu tiên là chúng ta nhập b này, cin b chúng ta nhập biến bool thì là chúng ta phải nó chứa ở trong máy là một hay không, ta phải nhập một hay không, nhập một. Bây giờ tôi sẽ giải thích lần từng cái một. Như vậy là cái lệnh dòng 7 nên nó in ra là b bằng 1. Đây tôi nhập 1 thì được 1. Đấy, thế bây giờ đến cái này như này. Bây giờ cái bên b này tôi có thể là gán bằng một cái biểu thức của logic. Ở đây bằng một cái phép toán logic là 100, 200 có lớn hơn 100 không, nếu đúng thì là 1. Đó. Cho nên ở đây b đây 200 lớn hơn 100 thì là đúng 200 lớn hơn 100 thì cái giá trị b này được bằng 1. Và in lần thứ hai b ra nó sẽ in ra bằng 1. Đấy, như vậy đây nó in ra lần thứ hai b in bằng 1. Thế bây giờ có thể là đây là cái phép toán logic phép và giữa hai cái biểu thức logic là 200 lớn hơn 100 là đúng. Xong mới về là 1.1 lớn hơn 2.5 thì cái này là sai. Cái này là false, cái này là true. Thế về với nhau thì nó là false. Cho nên in lần thứ ba in B ra là không.
này lần 3 b in ra bằng 0. Đấy. Thế bây giờ đến cái này. Bây giờ cách khai báo một cái biến và khởi đầu ngay cho nó thì ở đây chúng ta dùng này bool b1 true, dùng hai dấu ngoặc này là cách khởi đầu là theo cách trực tiếp. Thế còn cái này là theo cách là uniform, b2 theo cách này, cái này là theo cái sao chép gán b3, thì cả ba cái này nó sẽ in ra để như vậy. Đây khai báo và khởi đầu luôn cả ba cách khởi đầu cho cái biến bool, thì chúng ta in là b1 b2 b3 thì nó sẽ in ra là theo phần lý thuyết nó in ra là số, mặc dù đây là cho là true false nhưng nó in ra rằng số trong máy nó lưu ra chữ là lưu ra số 1 hay số 0, nhưng nó in ra đây số hết. Như vậy b1 sẽ bằng 1 này, b1 b2 b3, b1 bằng 1, b2 bằng 0 và b3 bằng 1, đúng không? Cái chỗ này là đúng. Thế bây giờ sang đến cái phép tính phủ định. Bây giờ minh họa ra cái phép phủ định như này. Bây giờ chúng ta khai một cái biến b4 phủ định của true, khai một cái biến bool b5 phủ định của false, khai một cái biến b6 phủ định của 1, thì theo lý thuyết thì chúng ta nó phải in ra là cái gì? B4 này sẽ in ra 0 này, phủ định của true là false, cái này sẽ in ra 0 này, cái này in ra 1 này, và cái này in ra 0. Đấy. Như vậy B4, B5, B6 nhé, B4, B5, B6 đầu tiên là in ra 0 này. Đấy. Sau in ra 1 này, đúng. Thế B6, B6 in ra 0, đúng. Đấy. Bây giờ cái lệnh ở dòng 19 này để minh họa cái điều như này, cái toán tử phủ định này có thể phủ định ngay trên biến. Đấy. Ở trên này là nó phủ định ở lúc phủ định và giá trị khi mà chúng ta khởi tạo. Thế đây là phủ định ngay trên biến, B7 là true. Thế xong ta in cái B7 ra và cái phủ định của B7 nó bằng bao nhiêu? Thì ở đây là như thế này. Cái B7 của chúng ta là nó là true cho nên in B7 ra được 1 là được 1. Và phủ định của nó là được 0. Đấy. Chúng ta viết là chấm than một cái biến bool thì nó là được phủ định của cái biến này. Thế bây giờ sang minh họa ra như này. Khởi tạo giá trị khác 0 thì coi như là true. Đây biến bool B8 ta khởi tạo theo cái cách viết ngoặc 6 như này. Đây là một cái khác 0 thì nó coi như là cái biến B8 này bằng 1. Đấy. In đây, khi mà in ra thì B8 của chúng ta bằng 1. Đây, in B8 này bằng 1. Và chúng ta khai một cái biến bool B9 phủ định của -9. -9 này nó khác 0 cho nên coi là 1 này. Phủ định của nó thành 0, cho nên B9 ở đây cái lệnh B9 in này bằng 0. Này B8 B9, B8 bằng 1 và B9 bằng 0. Đấy, chương trình tiếp theo này. Đấy, thế cái điều ấy nó minh họa cho cái chỗ là như thế này. Đấy. Khi khởi tạo hoặc gán giá trị dưới dạng số nguyên cho biến kiểu bool, mọi giá trị khác không sẽ mặc định là true. Đấy. Bây giờ sang điểm 5 là muốn in giá trị true với false thì chúng ta phải sử dụng cái này. Đấy. Bool alpha. Đấy, sau muốn là không in ra chữ nữa thì lại no bool alpha. Thế cái chúng ta sẽ ở cái phần này. Thế bây giờ phần này là điều khiển in giá trị bool ra chữ true hay false hay 0 và 1. Thế bây giờ muốn in ra cái chữ
Thì đây chúng ta đặt thế này, cao spd 2.2 bool alpha chấm phẩy. Đấy, chúng ta dùng cái lệnh này trước. Thế sau đó thì chúng ta cao in ra chữ này. In ra chữ thì cái giá trị true và giá trị false nó in ra chữ này. Đây, cái dòng này nó in ra chữ này true và chữ false. Đấy. Cái lệnh ở dòng 25 này nó in ra chữ là true và chữ false. À, thế bây giờ dòng 26 nó in gì? Cái B8 B9 này. B8 B9 của ta ở trên là B8 B9 của chúng ta ở trên là 1 với 0. Thì bây giờ B8 B9 ở cái lệnh này nó in ra này true với false. Đấy. Như vậy là cái chữ B8 B9 ở đây sau cái bool là alpha này nó sẽ in ra true với false. Thế bây giờ muốn lại trở về mặc định in là số 1 với số 0 thì ta lại dùng cái lệnh cao std 2.2. No bool alpha thì lại in ra số, bây giờ true với false. Đấy, viết là true với false này thì nó lại in ra số 1 với số 0. Lệnh 27 ở này lại in ra số 1 và 0. Đấy, như vậy cái true này nó in ra con 1, false này in ra 0. Đấy, thế bây giờ còn B8 B9 lúc nãy là in ra true với false. Đấy. Thế bây giờ lại in lại B8 B9 thì nó lại B8 B9 bằng 1 và bằng 0. Đấy. Như vậy là đây là minh họa tất cả các cái. Đấy, đã minh họa tất cả các cái cách mà làm việc với lại cái biến là kiểu bool. Chúng ta có thể nhập bàn phím này, có thể tính gán nó từ một cái biểu thức này. Đấy, chúng ta có thể khởi đầu cho nó này, khởi đầu cho nó ngay khi khai báo này. Chúng ta có thể dùng dấu chấm than để phủ định đấy, các cái giá trị bool hoặc là các cái biến bool. Đấy, chúng ta có thể khởi tạo cho các cái biến bool các giá trị mà khác không thì nó coi như là bằng 1. Rồi chúng ta có thể in ra là chữ true hay false cũng được, và sau lại đổi về in mặc định 1 hay 0 cũng được. Thế đó là toàn bộ các cái ý của cái bài này. Thế bây giờ tôi có thể là dừng cái màn hình lại cho các bạn ghi lại cái màn hình chương trình này để sau có thể thử lại. Thế đây là cái màn hình thứ nhất này, tôi dừng lại 3 giây, 1 2 3. Màn hình thứ hai, 1 2 3 giây, 1 2 3 giây. Đó. Thế đấy là cái toàn bộ cái chương trình minh họa tất cả các điều và tôi đã nói trong lý thuyết. Và còn đây là cái màn hình mà kết quả in ra của cái chương trình này. Kết quả in ra thì chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp được tất cả các cái điều lý thuyết là hoàn toàn đúng. Thế còn là lý thuyết của bài này thì là tất cả chỉ có mấy dòng này thôi. Tôi dừng lại 1 2 3 giây. Đấy, bài thì đến đây là kết thúc. Đấy, các bạn hãy đăng ký kênh này để nhận được thông báo khi có video mới. Các bạn hãy like và share video này cho bạn bè và người quen có nhu cầu học về lập trình hướng đối tượng C++. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.